Chào mừng các bạn quay lại với mùa 2 của nhà có 5 nàng dâu. Tập 1. Cơn cảm nặng của Futaro tại chuyến ngoại khóa đã trở thành một bệnh cúm, trong lúc đang nằm liệt giường tại phòng bệnh Nino tới bất ngờ. Toàn bộ tiền viện phí đặt căn phòng sang trọng nhất được cha cô chi trả hết. Cơ mà cậu thấy rất bất ngờ khi Nino lại là người đi thăm bệnh mình. Ngay sau đó ba chị em khác cũng tới trong khi Nino vừa kịp nấp sau tấm rèm, mà rót su ba mũi siêu thính ngửi ngay thấy mùi nước hoa của chị. Mọi người ai cũng đều lo lắng cho cậu hết sức cứ nghĩ không qua khỏi mất. Cơ mà dạo gần đây Ichika vẫn tới trường học bình thường, dường như đã có thứ gì lưu luyến khiến cô không nỡ rời xa lớp học được. Ichika không thể hiểu được tại sao người ấy cứ phải là cậu cơ chứ? Hai đứa bắt đầu đút bánh cho Futaro ăn thì Nino cũng vừa bị tìm ra. Ngày mai là được xuất viện rồi cậu định tới cảm ơn chị em họ Đàng Hoàng. Năm chị em nhà ấy có truyền thống đi tiêm phòng hàng năm nên hôm nay mới tới đây, nhưng lần nào cũng là con bé Itsuki với Nino sợ bị tiêm chạy mất dép. Không hiểu sao nhìn ông bác sĩ trưởng khám bệnh cho cậu có gì đó khả nghi nhớ lại từ hồi rất xa xưa khi mình vẫn còn là một thằng rất ăn chơi futaro đã gặp một cô gái nào đó mà đến giờ cậu vẫn không tài nào quên được đột nhiên hoảng hồn vì cô ấy xuất hiện ngay bên cạnh mà hóa ra đó là Itsuki cô hỏi thẳng mục đích đi học của futaro là gì tuy nhiên câu trả lời của cậu chưa thỏa mãn nên nhỏ dọa sẽ nhìn chằm chằm đã thế futaro cũng nhìn chằm chằm lại luôn là mấy cô y tá thấy bọn nhỏ tình tứ dễ thương ghê quay trở lại quá khứ vào nhiều năm về trước trong một chuyến dã ngoại Futaro còn là thằng nhóc ăn chơi nghịch ngợm quậy phá vô cùng. Cậu thầm thích cô bạn lớp trưởng, thấy thằng bạn cứ mải học trong chuyến vui chơi cậu còn vứt hết chúng đi, đối với Futaro chỉ cần cái máy ảnh ngầu đét này là khoái nhất rồi. Cơ mà cô bạn lớp trưởng chả thèm quan tâm bởi đã có tình cảm với cậu bạn chăm học. Nghĩ lại hai bạn ấy là thanh mai trúc mã từ nhỏ đi đâu cũng bám dính lấy nhau, đã thế lại cùng chung là lớp trưởng nữa thì quá hợp đôi. Lấy cớ bị một cơn đau bụng xối xả Futaro xin phép đi nghỉ ngơi chút, đang chụp ảnh linh tinh tự dưng bị con nhãi mắng tội dám chụp trộm. Thế là nhỏ cứ kêu gào lên đồ chụp lén làm mấy chú công an đánh đàn tới. Các chú chỉ định kiểm tra nhẹ nhàng máy ảnh của Taro thôi, nhưng cậu chợt nhận ra từ đầu đến cuối mình toàn chụp lén lớp trưởng. Đang hoang mang lo sợ thì một cô gái tới nói giúp cậu vô tội. Và thế là kết thúc câu chuyện Taro không kể thêm gì cho Itsuki nghe nữa. Tóm lại thì việc gặp cô gái ấy đã khiến cậu thay đổi hoàn toàn. Ngay sau đó cô ấy còn liên tục bám theo Taro đi linh tinh khắp nơi nữa, với lý do chúng mình đều cô đơn chỉ có một mình nên cô cần cậu. Itsuki ngỏ ý muốn được Futaro giúp mình thay đổi bản thân, thay lời năm chị em cô nói chúng mình cần cậu. Không hiểu sao nó khiến Futaro liên tưởng đến cô gái năm xưa rất nhiều, Itsuki còn khoe cả cái mùa hộ mệnh năm xưa, nhất định nó sẽ khiến điểm trung bình khá lên chút. Cơ mà nghe đến đây Futaro hốt hoảng khi chợt nhớ lại, cô gái năm xưa cũng mua cái mùa y hệt như vậy đến tận năm cái. Futaro dò hỏi, thì biết được Itsuki đã sở hữu nó từ 5 năm trước tại Kyoto, đang yên đang lành mấy chị em kia quay lại kéo nhỏ đi tiêm. Nó khiến cho Futaro đang miên man suy nghĩ liệu đó có phải trùng hợp, bởi cô gái cậu từng gặp cũng vào 5 năm trước tại Kyoto. Ngày đầu tiên ra viện cậu lập tức yêu cầu năm chị em họ để cùng một kiểu tóc, cơ mà đứa nào cũng giống đứa nào Futaro đoán sai tùm lum lên. Tóm lại tất cả sự việc xảy ra vào 10 phút trước khi cậu bước vào căn nhà này, sơ ý thấy một người nào đó trong tình trạng không mặc đồ, cô ấy giận quá mà ném vào cậu sắp kiểm tra không điểm đã bị xé phần tên. Đó là lý do Futaro muốn mọi người xóa tóc để cậu tìm ra thủ phạm. Nino với Miku chưa gì đã đổ tội cho nhau. Suba thì gợi ý cách mà mẹ cô có thể phân biệt được năm đứa, đó là chỉ cần có tình yêu chân thành. Cậu thử phân biệt bằng cách ngửi mùi dầu gội thì bị chửi biến thái, Futaro lại nảy ra ý tưởng bảo mọi người chửi mình biến thái nữa đi, định nhận ra qua giọng nói nhưng Miku lại gợi ý thử phân biệt bằng nốt ruồi. Thế là Thánh Vội vã muốn được Miku cho xem nốt ruồi ở đâu, nhỏ liền nằm phịch ra ghế nói nếu là Futaro thì cho xem được. Nhưng có lẽ thủ phạm không nằm trong số những người ở đây bởi thực chất chúng mình còn người chị em thứ sáu tên là Mutsumi đến cả nhỏ Jotsuba nghe câu này cũng tin sái cổ biện pháp cuối cùng futaro đưa ra là bắt cả lũ làm lại bài kiểm tra đó đứa nào điểm kém nhất chính là chủ nhân của đống bài không điểm ban nãy nhưng Ichika đang cười đắc thắng bởi cô chính là thủ phạm và nếu làm lại bài đó lần hai chắc chắn điểm sẽ khá hơn mà chợt giật mình nhận ra có lẽ cậu sẽ đánh lạc hướng để kiểm tra chữ viết tay ngay lập tức tẩy hết chúng đi viết lại và ung dung nộp bài nhưng thế éo nào Futaro vẫn nhận ra thông qua chữ B, cậu để ý rất kỹ Ichika là người duy nhất uốn cong nó. Nhân tiện chấm điểm luôn cho bốn người còn lại thì nhận ra, đứa nào cũng có nét chữ giống hệt bài kiểm tra ban nãy. Vậy là hóa ra năm tờ kiểm tra không điểm bị xé tên là của cả năm đứa, Itsuki mới hỏi thầm có lẽ còn lý do khác khiến cậu soi kỹ bọn mình, đó là Futaro một phần muốn xác thực về cô gái năm năm trước. Futaro thừa nhận đúng là cậu có nghi cô ấy là một trong năm chị em, cậu mới hỏi thẳng hãy giơ tay nếu đã có ai đó từng gặp mình ngày xưa nhưng không một cánh tay nào đưa lên cả. Mà thôi vụ này khó quá tạm bỏ qua. Tập 2. Còn một tuần nữa là đến đợt kiểm tra cuối kỳ, nếu không có gì bất chắc xảy ra họ vẫn có khả năng suýt soát qua được. Itsuki không hiểu cậu ta làm gì mà nay đến dạy muộn thế ra cửa mới giật mình, Futaro học bài xuyên đêm nên cậu thiếu ngủ vô cùng. Tự tay Futaro đã chuẩn bị một sấp đề cương dày cộp cho năm người làm, thì ra chỉ vì soạn đống giáo án này mà cậu phải thức đêm, Itsuki cũng không nỡ từ chối nữa vừa vào đến nhà đã thấy cảnh Miku và Nino tranh nhau cái tivi, hai người ấy cứ luôn cãi nhau như chó với mèo. Trong giờ học cũng không bỏ được thói ấy Futaro phải giả vờ khen cả hai bọn họ, nhưng thánh đâu có giỏi khen ai bao giờ ăn nói rõ lắp bắp. Nino mới chửi cậu ta ghê tởm thật thì Miku mắng không được nói cậu ấy như vậy. Chuyển qua chiến lược khác Futaro sẽ phải làm kẻ thù chung của hai người họ, chỉ có như vậy hai chị em mới đoàn kết cùng chống lại cậu. Thế là Futaro bộc lộ con dã thú ra luôn thì Nino khoe đã làm xong rồi nhưng đáng tiếc làm lộn bài không có trong đề cương liền bị mi cư khịa đã thế cô dỗi luôn quyết định tự học một mình trong phòng futaro thật sự rất nản trí nhưng được itzuki động viên cậu vẫn cố gắng níu kéo nino nán lại mà cô nhất quyết không nghe còn mắng futaro chỉ là một tên gia sư người ngoài mà thôi nhưng mi cư vẫn cầm sắp bài tập mà cậu ấy đã tự tay soạn ra đưa cho chị nino giận không kiềm chế được lỡ đánh văng mọi công sức của futaro đi mi cư bắt chị phải nhặt chúng lên thì nino càng sôi máu hơn cô xé luôn một tờ Futaro không hề giận bạn nhưng Miku thì khác, cơ mà thứ khiến cho mọi người không lường trước được là cơn giận của Itsuki. Cô bé bắt chị phải xin lỗi Futaro ngay khiến Nino không thể nào hiểu được, từ bao giờ Itsuki đã về phe cậu ta mà có chỉ vì mớ giấy lộn. Nhưng đó hoàn toàn không chỉ đơn thuần là đống giấy tờ như cô nghĩ, nhà không có máy in hay máy photo nên tất cả cậu ấy đều tự viết tay hết. Giờ đây không còn ai về phe mình nữa Nino quyết định sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Trước khi đi còn mắng Itsuki là con quái vật bị thịt khiến cô dỗi bỏ đi nốt vậy là cả hai đều bỏ nhà ra đi, và để ngoài tai mọi lời khuyên của những người còn lại. Nhưng Rotsuba và Ichika có việc bận nên chỉ hai người này đi tìm họ được. Cơ mà lại đúng bộ đôi thể lực yếu nhất đi một tí đã thở hồn hển rồi, Miku nhanh trí hỏi mọi người từng thấy bộ mặt này chưa? Ai mà ngờ có người đã từng thấy mặt cô ở khách sạn gần đây rồi. Vậy là lợi dụng mặt giống nhau mà Miku lấy được chìa khóa vào phòng Nino. Nhưng cô không nghe nhất quyết đuổi hai người cút tiện thể giật lại cái mùa của mình. Lúc này Nino chỉ nghĩ về anh chàng tóc vàng. Thế nhưng tìm mãi không thấy Itsuki ở đâu, thậm chí cô còn để quên ví ở nhà, Futaro lo lắng lúc này cô ấy có lẽ đang đói lắm. Về đến nhà thì hú hồn vì nhỏ xuất hiện trong nhà mình còn nấu ăn như thật. Itsuki cũng mượn nhà tắm của nhà bạn dùng luôn, chuyện này khiến cả hai đều khó xử vô cùng. Do bố làm việc khuya nên đêm xuống ba người ngủ chung với nhau. Không muốn làm phiền ai ha nên Itsuki rủ Futaro đi dạo tâm sự cùng mình, cậu khuyên cô nên về nhà để các chị khỏi lo lắng. Nhưng lần này nếu Nino không chịu xin lỗi trước còn lâu cô mới về. Itsuki van xin cậu cho ở lại nhà và việc gì cô cũng làm. Bởi cô vốn trả phải tiểu thư nhà giàu từ nhỏ nên sống ở nhà nghèo vẫn quen tốt. Chỉ mới vài năm trước thôi cả gia đình vẫn sống trong một ngôi nhà đói rách, cho đến khi mẹ kết hôn với người bố hiện nay cuộc sống mới khác. Thế nhưng hồi đó bà vẫn rất yêu quý năm cô con gái mặc cho hoàn cảnh túng quẫn, cũng vì lao lực quá sức mà thể trạng bà ngày càng yếu đi. Vậy nên Itsuki luôn muốn được thế chỗ người mẹ làm điểm dựa cho các chị. Nếu thế Futaro lại muốn thế chỗ làm người cha cho họ, bởi vào thời điểm này đáng lẽ năm chị em rất cần tới sự quan tâm của bố. Nhớ lại ngày xưa khi gặp cô ấy cậu đã quyết định sẽ trở thành người mà ai đó cần. Đó cũng chính là lý do khiến Futaro thay đổi bản thân chăm chỉ học. Isuki khen Trang hôm nay thật sự rất đẹp, bất chợt cảm giác như có bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Sáng hôm sau hai người cùng đi học với nhau, nhưng Isuki nhất quyết không muốn đi cạnh cậu sợ bị người khác hiểu lầm. Dù sao hôm qua cô cũng đã bí mật nhờ chị Jotsuba mang sách vở tới giúp, nhưng có vẻ chị ấy dạo này đang rất bận việc gì đó hóa ra là nhỏ đã nhận lời giúp đỡ câu lạc bộ điền kinh mặc dù đã từ chối một lần nhưng cứ thế này họ sẽ không thể tham gia giải cái thói tốt tính không biết từ chối người khác của cô khá là tai hại bất ngờ gặp nino futaro vội nói hôm qua cậu không hề giận nên muốn cô về nhà nhưng nhỏ vẫn nhất quyết không nghe mà muốn tự thân mình sẽ vượt qua bài thi chỉ còn 4 ngày là tới ngày thi cờ mnr futaro tuyệt vọng hoàn toàn cậu càng tự trách bản thân có lẽ vì mình đã xen vào gia đình nhà họ thật họ hoàn toàn không cần đến một kẻ chỉ biết vùi đầu vào học Bất ngờ cô gái năm xưa xuất hiện hỏi thăm khiến Futaro ngỡ ngàng ngạc nhiên. Tới chiều tối giót Suba chạy bộ ngang qua, thì hú hồn trước dáng vẻ ướt sũng của cậu. Futaro lại tiếp tục ghé qua khách sạn của Nino nhưng có vẻ quá tuyệt vọng. Cậu đành ra về thì cô ném cho cái khăn, rồi cho phép Futaro vào phòng mình tắm. Tập 3, thì ra ba nãy cậu bị ngã xuống ao hôi rình cả người, mà không biết từ khi nào hai đứa lại có thể trò chuyện bình thường với nhau. Hai người cùng nhau nói chuyện phiếm về mái tóc, một người luôn chăm chút từng sợi tóc tỉ mỉ còn một người nhờ em gái Rai ha cắt hộ. Thấy Futaro quá ủ rũ Nino muốn biết cậu đã gặp phải chuyện gì, Futaro mới kể lại về cô gái đã từng gặp 5 năm trước. Chiều nay vừa mới gặp lại cô ấy cậu đã bỏ chạy vì không có mặt mũi nào dám nhìn. Nhưng cô đã nhanh tay cướp được cuốn sổ và hứa sẽ trả lại nếu cậu trò chuyện. Hai người cùng ngồi lên con thuyền trôi ra giữa hồ nước, cô giới thiệu tên là Reina và có biết hết về việc cậu đang làm gia sư nhưng điều kỳ lạ là nhỏ chả hề ngạc nhiên tí nào khi nghe tin chị em sinh năm. Futaro mới kể lần lượt về những tính xấu cũng như tính tốt của năm con mắm ấy. Tóm lại thì cả năm đứa đứa nào cũng ngốc hết. Không hiểu sao Rena lại thấy khó xử khi nghe những chuyện vừa rồi. Futaro nhận ra có lẽ bản thân vẫn chưa thay đổi được chút nào cả. Trò chuyện một hồi thì Rena rời đi và trả lại cậu cuốn sổ tay, nhưng riêng tấm ảnh này là cô giữ lấy không trả. Ném cho Futaro cái bùa và nói khi nào chấp nhận được bản thân cậu hãy mở ra. Đây sẽ là lần cuối cùng hai người được gặp lại nhau khiến cậu vội vã, dẫn đến việc hụt chân bị ngã xuống ao. Thấy Nino im im tưởng nhỏ ngủ gật luôn rồi, nhưng méo phải thì ra cô không ngừng tuôn rơi nước mắt. Nino xúc động vì mối tình đơn phương suốt 5 năm của Futaro, Thánh vẫn cãi chỉ là biết ơn và ngưỡng mộ cô ấy thôi. Nhưng cho đến khi nhận ra thì thanh niên đang sâu hàng ngay trước mặt, ra là Futaro trả thù cái vụ tự nhiên xông vào nhà tắm lần trước. Cậu còn vô tình nhặt được tờ đề cương bị xé của mình đã được dán lại. Thì ra Nino đã cảm thấy có lỗi nên tiện lúc này cũng xin lỗi cậu. Nhưng riêng với Itsuki thì nhất định không xin lỗi. Cô chỉ cảm thấy dường như cô bé đang ngày càng khác xưa. Futaro về kể lại chuyện với Itsuki nghe. Cơ mà hơi nghi ngờ thanh niên làm gì ở nhà Nino mà tóc óng ả như thế. Và lại Futaro cũng đã sai khi nghĩ Itsuki và Nino rất hợp tính nhau. Họ vẫn có nhiều thứ rất trái ngược điển hình là việc xem phim. Cơ mà Itsuki sống nhờ nhà bạn nhìn không khác gì một người con dâu đảm đang cả. Được nước lấn tới hôm sau Futaro lại thản nhiên sang nhà Nino như thật. Cậu nhắc về lời khuyên mà Rena đã dạy mình, phải biết quên đi quá khứ và chấp nhận thay đổi bản thân. Vậy nên khuyên Nino mau chóng làm lành và về nhà. Cô nhớ lại ngày xưa khi còn cùng ngoại hình và tính cách, cảm giác như suy nghĩ của tất cả là một. Thế nhưng kể từ 5 năm trước mọi thứ dần trở nên thay đổi, Nino cảm thấy bốn người kia đã rời xa chỉ còn riêng mình nhớ về thời đó đó là lý do mái tóc của cô vẫn để dài hệt như hồi nhỏ, vậy nên cô quyết định sẽ tự rời đi trước khi bị bỏ rơi. Có lẽ thứ còn khiến Nino lưu luyến nhất là buổi dã ngoại, cô vẫn chưa được nói lời từ biệt để có thể quên đi anh ấy. Vậy là Futaro hứa sẽ mang anh ta đến đây, thì Nino vội chỉnh chu lại ngoại hình. Vừa gặp nhau cậu định xin lỗi và kể hết sự thật về bản thân, nhưng Nino trượt ngăn lại vì tưởng cậu muốn xin lỗi về vụ cho leo cây. Rồi cô liên tục nói và muốn cả ngày hôm nay cậu hãy ở bên mình. Thế rồi Futaro không có một cơ hội nào giải thích sự thật cậu đành bị cuốn theo. Định giúp Nino một tay làm bánh mà tự nhiên cô xin đi gọi điện chút. Thì ra là gọi cho Futaro kể về sự dịu dàng của anh tóc vàng. Quay lại thì món bánh hôm nay cô làm xui thế nào lại bị thất bại. Nhưng vẫn phải vội báo với Futaro anh ấy vừa gọi mình bằng tên riêng. Thấy bạn làm nhiều quá ăn không hết cậu gợi ý gọi thêm các chị em tới. Cơ mà giót Suba chỉ muốn hai đứa được ở riêng với nhau thôi. Lại nhắc đến Futaro cậu nói chuyện thi cử tôi không quan tâm mà điều cậu muốn là năm chị em nhà cô phải ở cùng nhau nino xin phép vào vệ sinh một chút gọi điện hẹn futaro tới quán cà phê cậu vội vã chạy xuống tầng một gặp cô nino giả vờ nhắc đến tên anh chàng kia làm futaro giật mình rồi nhân cơ hội vén tay áo cậu lên và quả nhiên thấy cái mùa may futaro chưa kịp phản kháng lại chợt nhận ra có thuốc mê trong nước nino đã hoàn toàn biết được sự thật và cô bỏ đi luôn trong khi đó ở nhà jot vẫn đang đau đầu vì việc của câu lạc bộ điền kinh sáng mai cô sẽ lại tiếp tục phải tới sớm tập luyện Sáng sớm hôm sau, Futaro và Itsuki có mặt tại đó để giành lại Rotsuba. Cô ấy vẫn còn cố nói mình hiện tại rất ổn. Futaro quyết định sẽ chạy cùng bạn một phen nhưng được một hồi cái đuối sức. Vừa chạy vừa đặt ra vài câu hỏi trắc nghiệm thì cô trả lời khá tốt hết. Rotsuba thật sự đã làm cả hai việc cùng một lúc, mà thậm chí đứa hội trưởng điển kinh còn muốn đi tập luyện cả dịp cuối tuần, nhỏ trả quan tâm tới thi cử mà mục đích chính là đại hội thể thao. Rotsuba trầm ngâm muốn gửi tin nhắn cho Futaro nhưng vẫn lưỡng lự thấy em nó đã lớn rồi mà vẫn chưa biết đánh răng Ichika phải làm giúp, dù có lớn đến mấy vẫn mãi chỉ là đứa em gái bé bỏng của chị. Nghe đến đây Rotsuba có chút ngập ngừng về chuyện với câu lạc bộ điền kinh, nhưng nghĩ lại vẫn không thể bỏ mặc họ được. Thậm chí đến cả loại quần lót cũng rõ trẻ con nữa, cô bé cấm chị kể vụ đồ lót này cho Futaro biết. Nhưng đâu biết nãy giờ Ichika đã bí mật gọi điện cho cậu ta nghe hết. Futaro nhất định ngày mai sẽ giải thoát Rotsuba khỏi câu lạc bộ ấy. Tập 4 Futaro cùng Ichika và Itsuki đã bí mật theo dõi Jotsuba mặc dù kỳ thi cận kề nhưng cô vẫn muốn giúp đỡ cho câu lạc bộ được Futaro đã nghĩ ra cách sẽ để một người cải trang và từ chối hộ Jotsuba tuy nhiên Itsuki không giỏi mấy vụ này nên sẽ nhờ Miku thế nhưng họ đã bắt đầu vào nhà ga phải làm gì đó cầm chân lại trong khi đó Miku đang ở khách sạn của Nino gọi chị về nhà không thể tin nổi cô đã chuyển qua khách sạn khác mà vẫn bị phát hiện Nino lúc này coi Futaro không khác gì con chó rách vì dám cải trang lừa đảo Ngoài ra cậu ta còn nói chỉ muốn năm đứa mình ở với nhau mà không liên quan đến chuyện thi cử. Nhưng Nino nhất quyết không chịu nghe thì Miku nói chúng ta là một gia đình, có thể chị thấy mọi người thay đổi nhưng chính trị cũng đã đổi thay. Đúng thật là khi xưa cả năm giống hệt nhau cuộc sống rất yên bình không hề cãi vã, nhưng giờ đây mỗi người đều có thể có một trải nghiệm riêng, bù đắp cho nhau những phần còn thiếu sót thì có khác biệt cũng đâu hại gì. Từ khi Nino không ở nhà thì các bữa ăn đều lộn xộn trả cân bằng dinh dưỡng nổi rồi hai người lại cùng ngồi xuống tranh cãi nhau về thứ đồ uống yêu thích của mình. Vậy là Nino đã hạ quyết tâm cô rút cái kéo trong ngăn tủ ra. Quay trở lại phía Itsuki thì cô đang cố đóng giả giót Suba nhưng không làm nổi. Cơ mà tình hình quá cấp bách không còn thời gian nữa Futaro hét lớn có kẻ quấy rối. Ngay lập tức giót Suba chạy theo tiếng hét để cứu người. Itsuki nhân cơ hội chạy tới xin nghỉ câu lạc bộ hộ trị. Nhưng thậm chí còn chưa được một giây cô đã bị phát hiện là ngụy trang rồi. Suba đã bắt được hắn thì giật mình không ngờ Futaro lại là tên quấy rối. Rồi cậu giữ chặt lấy bạn để nghe ngóng tình hình bên dưới. Itsuki đang khoe cái duy băng ra nhưng rõ ràng Suba vốn tóc ngắn mà. Thấy vậy cô đành buông Futaro ra quay lại giải thích đây chỉ là trò đùa thôi. Đội trưởng nhận xét đùa gì mà nhạt thế thì cô nói riêng việc rời đội là thật. Suba thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình một cách rõng rạc. Nhưng không phải vậy Suba thật vẫn ở đây nên cậu tưởng là Miku. Mà cũng méo phải Miku hay Ichika luôn thì ra người vừa tự tay cắt phăng mái tóc dài để đóng giả Rotsuba, không ai khác ngoài Nino. Tóm lại cô chỉ có một lời khuyên Rotsuba hãy biết nói chuyện thật lòng, chắc chắn họ sẽ hiểu cho thôi. Vậy là Rotsuba thật đã dõng dạc đi xuống từ chối họ. Itsuki đang định xin lỗi nhưng Nino ngăn lại vì biết mình mới là người sai. Cô xin lỗi em và nhận xét cái tát của Itsuki đau lắm đấy, để tạ lỗi cú tát cô rủ Nino cùng nhau đi xem bộ phim chị yêu thích. Nhưng trong tay Nino cũng đang cầm vé xem bộ phim mà Itsuki thích về nhà rót Suba xin lỗi mọi người vì đã gây rắc rối, và giờ năm chị em đoàn tụ, không kịp ôn thi nữa Futaro chỉ còn cách xui mọi người dùng phao. Nhưng mọi người không chấp nhận nên đều muốn cố hết sức ôn trong hai ngày cuối. Vậy là cuối cùng kỳ thi cũng diễn ra suôn sẻ nhưng điểm vẫn thấp vô cùng. Năm chị em ngồi nhà chờ đợi cậu gia sư đến mắng chửi và chữa bài cho, dù sao việc được cố gắng với mọi người rất vui. Nhưng điều bất ngờ là bác lái xe cho bố hôm nay lại đến làm gia sư tạm thời. Dù sao bác cũng từng là giáo viên và thông báo Phu Taro nghỉ việc dạy thêm rồi, cậu ấy đã tự hủy hợp đồng đúng vào ngày thi nên sẽ không tới đây nữa. Và bố của năm người cũng có lệnh cấm Phu Taro bước vào căn nhà này. Bác lái xe bắt phải hoàn thành xong chỗ bài tập này mới cho đi đâu thì đi, nhưng dường như bác cố tình giúp bọn nhỏ vì cho toàn bài dễ. Dù sao cũng nhờ Phu Taro họ mới có thể làm gần hết chỗ này chỉ còn đúng một câu, nhưng đến bước đường cùng năm người quyết định dùng phao. Họ mở tờ phao mà Phu Taro đã chuẩn bị cho từ lần trước thì nhận cái kết đắng nhưng nhìn kỹ lại năm tờ của năm người đều chứa lời từ biệt của cậu ấy không ai chịu chấp nhận sự thật này nhưng cũng chẳng thể làm gì khác được nhiều tháng trời trôi qua giờ đây đã là giáng sinh năm chị em đến tiệm bánh phu taro làm thêm muốn được ship tới tận nhà cậu xin lỗi đã tự ý bỏ đi thấy mọi người có được gia sư mới rất chất lượng thì phu taro cũng mừng nhưng nino không chấp nhận cậu bỏ rơi tội này được năm người đã đi xa được đến mức này tất cả là tại lỗi của cậu ép học dù cho có nói gì đi nữa phu taro cũng đã quyết định sẽ không trở lại hai kỳ trôi qua mà trả đem lại cho mọi người được kết quả cao, đã vậy cũng bị cấm bước vào căn hộ của năm người rồi. Ichika mới nói đây là nhà mới của bọn mình, thì ra cô đã dùng số tiền tiết kiệm để thuê căn nhà, và từ nay năm người sống ở đây. Jotsuba thẳng tay vứt hết thẻ khóa vào căn nhà sang trọng trước kia, Futaro cố với lấy mà ngã tùng xuống nước thì năm người cũng nhảy xuống. Miku vẫn tiếp tục cầu xin Futaro hãy làm gia sư cho chị em mình, Nino quá lạnh và đuối sức thì được cậu ôm lấy người dìu lên bờ. Vậy là Taro đã quyết định sẽ lại ích kỷ quay trở về làm gia sư cho họ. Tập 5. Nhớ lại vào ngày thi Taro đã gọi điện cho bố của năm người xin nghỉ việc. Cậu còn kể chuyện Nino và Itsuki cãi nhau một trận rất to nhưng đã làm hòa. Taro thẳng thắn mắng ông làm cha kiểu gì mà không thèm hỏi han họ, khiến lão quyết tâm nhất định sẽ không trao con gái mình cho một tên đàn ông như cậu. Hôm nay hai anh em nhà Taro đi rút quẻ bói đầu xuân, lại vô tình gặp năm chị em nhà kia còn được họ mời qua nhà chơi nhân dịp năm mới cả nhà mở phim tình cảm lãng mạn hôn hít ra xem bé rai ha thấy có gì sai sai vì từng nghe tin các chị là con nhà giàu futaro ngồi phệt xuống một góc nhưng nino gọi vào cùng ngồi đây cho ấm thấy cậu ta vẫn còn ngại thì năm chị em quyết định cùng massage cho anh gia sư cuối cùng cũng có ngày anh trai mình hút gái đến vậy thật ra là do họ cảm thấy thật áy náy khi thuê cậu mà không có nhiều tiền nên muốn làm vài chuyện gì đó cho futaro vui có vẻ cả năm đều nghĩ đến chuyện không đứng đắn nhưng đâu dám làm nổi Riêng Mi Cư nó còn nghĩ đến tình huống sâu xa hơn một nụ hôn nhiều. Bàn bạc xong xuôi Ichika mở cửa quay lại phòng khách, mà đột ngột đụng độ Futaro và có vẻ cậu ta đang định hôn mình. Nhưng méo phải vậy Phư chỉ soi kỹ môi bạn để chơi cho ghét hình. Thấy kem dính trên mặt bạn rót Suba ra liếm hộ mà vô tình thành cái hôn má. Coi như nó là món quà tạ lễ cho việc làm gia sư nhưng Mi Cư đã nổi cơn ghen. Năm người mới kể ra sự thật cả bọn không có đủ tiền để trả lương cho cậu, mà Futaro đang tính nuôi bọn này thành đạt mai sau trả cũng được đến ngày đó thánh sẽ thu cả vốn lẫn lãi còn giờ yêu cầu lôi bài tập ra làm nhưng futaro đã coi thường bởi năm chị em họ làm xong hết rồi thế là đành dạy học một buổi bình thường và rai ha đi về để không làm phiền anh chị nhưng mi cư học thì ít mà rung động bởi anh gia sư thì nhiều riêng ichika đã tăng lượng công việc lên rất nhiều nên thiếu ngủ thường xuyên bởi toàn bộ chi phí sinh hoạt và học thêm của năm chị em đều do một tay cô trả Itsuki nảy ra ý định cùng đi làm thêm giúp chị ấy nhưng méo có kinh nghiệm có lẽ chỉ nino là ổn dẫu sao cô luôn mơ ước mở một tiệm đồ ăn đột nhiên Ichika ngồi dậy lột đồ thì ra chị có thói quen này mỗi khi ngủ futaro lập tức bị sút ra khỏi nhà cấm nhìn lén công việc làm thêm tại tiệm bánh của futaro vẫn được tiếp tục nhưng cậu mãi chỉ làm phục vụ được do nấu ăn dở tệ mà nhân tiện cửa hàng hôm nay được một đoàn làm phim thuê nên nghỉ sớm futaro ra về thì hết hồn trước hình ảnh Ichika mặc đồ nữ sinh bánh bèo thì ra cô đang làm diễn viên tại đoàn làm phim này, do quá xấu hổ nên cấm Futaro được xem, tất cả chỉ vì kiếm tiền nuôi em nên cô nhận mọi loại vai diễn dù xấu hổ. Futaro cảm thấy tự gò bó bản thân như vậy không phải là Ichika mình biết, trong lúc diễn cậu chợt nhận ra họ đang dùng cái bánh dở tệ mình làm. Nhưng quá trễ Ichika đã đút vào miệng mà thế quái nào vẫn ra vẻ ngon được. Trong giờ nghỉ giải lao cô lại tranh thủ lôi sách vở ra học, Ichika nhận xét cái bánh khi nãy cô ăn có mùi vị ngang ngửa Miku làm. Giờ thì Taro đã thừa nhận cô thật sự giống nữ diễn viên rồi, Ichika tựa đầu vào vai cậu mà ngủ thiếp đi. Nhưng không phải vậy cô chỉ đang diễn mà thôi, đâu thể cho cậu ta thấy biểu cảm của mình lúc này được. Sau đó Taro đi siêu thị mua sắm đồ cùng Rotsuba và Nino, thanh niên sức yếu không bê nổi bao gạo phải để Rotsuba bê hộ. Mà bất ngờ cô nhờ chị Nino bê giúp để buộc dây dày khiến Nino mất đà, được Taro đỡ giúp không hiểu sao có cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực. Gã này chắc chắn không thể là hoàng tử bạch mã trong mơ của Nino được vô tình thấy Itsuki đang ngồi trò chuyện với bố thì lén lút theo dõi vậy là Futaro đã chắc chắn bố họ chính là ông bác sĩ lần trước ở viện ông nói sẽ nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện và yêu cầu năm đứa về nhà ngay còn nói thẳng ghét thằng Futaro làm mọi người ngạc nhiên Itsuki chưa chấp nhận quay về thì bố lại nghĩ ra phương án khác ông sẽ thuê một gia sư nữa và cho phép Futaro vào nhà mình nhưng cậu ta chỉ được làm việc dưới tư cách là trợ lý cho người gia sư kia bởi điểm của bọn nhỏ còn quá thấp đặc biệt là Jotsuba Futaro định ra mặt nói chuyện nhưng Nino ngăn lại mà họ đâu thể ngờ rót Suba đã đứng ra trước mặt bố từ chối, cô hứa lần này sẽ cố gắng hơn không để thất bại nữa. Ông bố liền đưa ra một điều kiện cho lần thi tới nếu còn thi trượt, năm đứa sẽ phải chuyển trường tới ngôi trường của người quen ông. Tập 6 Chỉ còn hai tháng là tới kỳ thi cuối kỳ đứa nào cũng có một quyết tâm cao độ. Thấy Phư chảy máu mũi Ichika còn trêu chắc mới đọc sách khiêu dâm rồi, nhưng thật ra là tại dạo gần đây Miku cứ bắt ăn sô-cô-la liên tục. Trong khi Nino xin một miếng cũng nhất quyết không cho đêm xuống mi cư vẫn tiếp tục chăm chỉ nấu nướng bởi không giỏi về đồ ngọt nên cô mới tìm cách nắm bắt khẩu vị cậu ấy thấy cái này không an toàn ichika gợi ý em nên nhờ người giỏi nấu ăn dạy cho chủ nhật hôm nay mọi người đều tụ tập đầy đủ nhưng thiếu mỗi ít suki bởi ngày này là ngày rỗ của mẹ cả năm người nhưng chỉ riêng cô bé có thói quen đi thắp hương hàng tháng ở mộ bất ngờ xuất hiện một chị gái thấy ít suki lại gọi là cô giáo thì ra là tại cô bé giống mẹ quá nên chị ấy hiểu nhầm bởi mẹ của năm người vốn là giáo viên và tiện hôm nay chị gái đãi cô bé một bữa. Isuki rất muốn được biết về hình ảnh mẹ mình dưới tư cách cô giáo, đó là một giáo viên không bao giờ khen học sinh cũng như chẳng hề cười. Bà từng là đại mỹ nhân xinh đẹp đến nỗi có nguyên dàn fan cuồng nhiệt, nhưng cái tính nghiêm khắc luôn thẳng tay đấm bất kỳ đứa nào. Dù vậy không chỉ nam hay nữ mà ai cũng đều hết sức ngưỡng mộ và đổ vì cô ấy. Vậy là Isuki quyết định sẽ theo con đường của mẹ điền vào giấy nguyện vọng. Chị gái phải ngăn lại bởi ngưỡng mộ ai đó là một chuyện. Nhưng việc muốn trở nên giống hệt như người đó lại khác, Isuki chỉ nên điền vào nếu thực sự có lý do chính đáng thích làm giáo viên. Quay lại ở nhà Miku vẫn cố gắng làm sô cô la thì bất ngờ Nino đi học về, hóa ra chị Ichika bí mật gọi cô về là vì muốn giúp em. Chị cả muốn cô em gái làm được món sô cô la Valentine thành công nhất, nhưng vẫn tự trách bản thân tại sao mình lại đem lòng thích cậu ấy. Nino thấy cái món sô cô la xấu xí lại còn dở tệ khuyên cô mua ngoài cho nhanh, nhưng thấy Miku thậm chí còn khóc lại phải tìm cách dỗ dành hết lời. Miku Cư cũng biết mình nấu ăn dở hết sức tuy vậy cô vẫn muốn cố làm ra loại sô cô la có thể khiến Futaro ăn mà không cần đắn đo. Lúc này chỉ còn nước cúi đầu Shinino chỉ bảo thì chị cũng không nỡ từ chối. Trong khi đó Ichika đang cố câu giờ giữ Futaro lại ở tiệm sách mua đồ, thấy thanh niên giấm dúi cái gì đó dám chắc là sách khiêu dâm, nhưng không phải đó chỉ là cuốn dạy cách để trở thành người giáo viên tốt, mặc dù mấy cuốn sách giá rất đắt nhưng Ichika vẫn mua hết. Dù sao đối với cô được làm cho Futaro vui là điều tuyệt nhất nhưng Ichika vẫn gạt bỏ cái suy nghĩ hẹn hò với cậu ta ngay. thấy có một vết thương ở tay cô, Futaro lại ân cần hỏi han. có lẽ là tại điểm này đã khiến Ichika say mê cậu như điếu đổ. dạo này học nhiều quá, ai nấy đều đuối sức mệt mỏi. Futaro chợt đọc được câu nhồi nhét quá mức sẽ phản tác dụng. vậy nên cậu quyết định chiều nay cho cả bọn tới khu vui chơi giải trí. mọi người đang chơi vui vẻ thì đột nhiên rót Suba đi vệ sinh mất tiêu. có vẻ đã nhận ra điều gì, Futaro đi thẳng tới vòng đu quay bắt gặp cô ở đây. Lý do là vì cái duy băng trên đầu mới khiến Suba bị phát giác. Suốt từ nãy tới giờ cô đã bí mật học bài một mình ở trên đây, Futaro khuyên nên bỏ đi mà vui chơi cho đỡ phí chỗ tiền mua vé. Nhưng Suba nhất quyết không chịu bởi trước khi chuyển tới trường này, năm người từng học ở một trường quyền quý mà chỉ trượt một bài là đúc luôn. Và điều đáng đau lòng nhất là Suba là người duy nhất bị trượt và chỉ vì cô mà khiến cả năm chị em chuyển tới ngôi trường hiện nay. Vậy nên Suba không muốn quá khứ lặp lại làm vướng chân mọi người một lần nữa nếu đã vậy, Futaro sẽ dạy thêm cho cô một chút trước khi vòng quay kết thúc. Nhưng nhìn kỹ lại, Rotsuba đã hoàn thành phần mà chị em khác còn phải chật vật. Không lẽ giờ nhỏ đang muốn được dạy kèm kỹ năng hôn chứ không phải học chắc? Futaro đã nhận ra trong năm người ai cũng đều học rất giỏi một môn riêng. Cậu quyết định sẽ chơi trò để các chị em tự dạy kèm lẫn nhau. Rotsuba không thể tin một đứa ngốc như mình có khả năng giúp người khác được. Từ nay nhất định cô sẽ không còn là một đứa chỉ làm vướng chân mọi người nữa, mà thay vào đó sẽ kéo mọi người tiến lên vậy là trải qua một tháng dạy kèm lẫn nhau thì có vẻ khá tiến bộ futaro đến mộ của mẹ năm người quả nhiên gặp Itsuki ở đây cô bày tỏ lòng biết ơn đối với những gì mà cậu đã đem lại cho nhà mình Itsuki càng quyết tâm hơn với nghề giáo viên làm sô cô la thâu đêm nên mi cư dạy khá muộn mà chợt nhận ra futaro đang ở đây trong khi mình ăn mặc sộc sạch thậm chí cậu còn tự tiện ăn chỗ sô cô la và khen nó rất ngon futaro liền khen mi là số một nhưng vì kết quả của bài kiểm tra cơ sau một ngày làm việc vất vả về Ichika được mi cư đón, cô bé thẳng thắn hỏi chị sao lại không có ý định tặng sô cô la cho cậu ấy. Futaro hiện nay chỉ coi năm đứa là học sinh không hơn không kém, nhưng Mi cư đã quyết tâm bài kiểm tra tới sẽ đạt được điểm cao nhất và cứ thế dần dần cho tới khi tốt nghiệp cấp 3 nhất định sẽ nói lời yêu với cậu. Cô bé nói sẽ không đợi chị đâu mà sẽ nhanh tay hơn. Đêm xuống Ichika lại một mình ngồi học đối mặt với cơn buồn ngủ. Cuối cùng thì ngày kiểm tra cuối kỳ đã kết thúc, Rotsuba khóc lóc trước mặt Futaro cảm ơn vì mọi công lao của cậu cô đã đỗ thì những người còn lại chắc chắn không thể trượt được. Miku đang rất tự hào về điểm của mình có lẽ đã cao nhất, nhưng cô bé sững người lại khi biết chị Ichika điểm còn cao hơn mình. Nino có việc bận nên chỉ gửi một tin tới thông báo mình cũng đỗ, nhưng đây là tiệc ăn mừng nhất định không thể vắng mặt Nino được. Tập 7 Suốt buổi vui chơi Nino cứ thắc mắc Futaro chả hề để ý đến mình chút nào. Nên cô quyết tâm sẽ không gặp cậu ta nữa thì đúng lúc bố xuất hiện, ông chỉ muốn chúc mừng khi nghe tin tất cả các con vừa đủ đỗ. Kể từ mai bố cho phép Futaro quay lại căn nhà này, nhưng Nino đột ngột từ chối. Cô không còn muốn gặp mặt cậu ấy nữa và muốn sống ở căn nhà chật trội kia. Bởi dường như cuộc sống ấy đã thay đổi mọi người dần tiến bộ hơn, ông có vẻ không đồng ý và kể lại về cuộc sống khổ sở ngày xưa của các con. Thì đúng lúc đó, Futaro như một chàng hoàng tử bạch mã cưỡi xe đến, cậu ném cho Nino cái mũ bảo hiểm và kêu cô cùng về thôi. Ông bố thì chia tay ra đợi con gái về với mình, nhưng kết thúc lại bằng việc Nino ngồi lên xe Futaro thánh còn nói con xin phép được lấy con gái cha mới ảo. Nino ôm chặt lấy người phư không buông suốt đường đi, cô thó được kết quả thi trong túi quần cậu cứ nghĩ đều 100 điểm hết. Nhưng không phư Taro đã hoàn toàn tụt dốc, đèn đỏ đã hết cậu nhắc Nino hãy bám chặt lấy mình thì cô nghe theo. Công việc gia sư cũng như mối quan hệ giữa hai phía kể từ nay sắp chấm dứt, trước khung cảnh buồn bã lúc này Nino đã tỏ tình em yêu anh. Quay trở lại bữa tiệc ăn mừng cô mới giật mình vì những gì mình vừa nói ra, nhưng sao cậu ta chả có phản ứng gì hết. Năm chị em cùng ngồi xuống thưởng thức những chiếc bánh ngọt của tiệm, mà họ đâu thể ngờ Ichika lại đứng nhất cướp vị trí của Miku. Cô mới vào phòng vệ sinh tự vấn lương tâm, tuy lâu nay luôn ủng hộ Miku, nhưng lần này mình là người đứng đầu liệu có nên tỏ tình với cậu ấy? Trong khi đó, Nino b đổ vào bếp và giúp Futaro một tay việc dọn rửa, cô nhắc cậu hãy quên những gì mình đã nói ở trên xe đi. Nhưng Thánh mới ngỡ cả người không biết gì, hóa ra lúc nãy chưa nghe rõ. Làm Nino mới cay cú đi ra ngoài và thấy như vậy càng tốt. Nhưng đột nhiên trong khoảng lặng cô chợt quay lại. Một lần nữa Nino nói ra câu em yêu anh và cũng không ép phải trả lời bởi biết Futaro đâu hề quan tâm chuyện yêu đương. Nhưng cô chỉ muốn nói cho đúng với những gì đã từng nhận xét về cậu. Trên thế giới này chắc chắn có ít nhất một người sẽ yêu Futaro, mà thật đáng tiếc người đó chính là em. Sáng hôm sau Futaro đi mua đồ vô tình đụng độ Miku ở đây. Cô cố giải thích không phải mình cố tình đi xa tận đây để gặp cậu đâu. Miku đang nhắm vào một phần thưởng khi mua đồ tổng hơn 3.000 yên sẽ có cơ hội trúng giải thưởng và giải đặc biệt là chuyến đi suối nước nóng. Nhưng dù sao hai người đều chỉ nhắm vào các phần thưởng ở dưới thôi. Nhớ lại chuyện Nino tối hôm qua Taro liền hỏi Miku có thích ai không. Làm cô cực sốc thì cậu mới giải thích tại một người quen của mình được tỏ tình. Nhưng cậu ta lại không biết phải làm sao nữa cả. Miku mới kể cô cũng có một người quen, tuy thích người ta nhưng lại không đủ tự tin để ngỏ lời. Cơ mà cuộc đời éo le thế nào thánh bốc chúng ngay giải đặc biệt đi suối. Trên đảo này có điểm thu hút du khách nhất chính là chuông thể nguyện. Nếu cặp đôi cùng rung chuông chắc chắn họ sẽ được kết nối suốt đời. Cho đến khi Futaro chấp nhận thưởng cho bản thân một ngày vui chơi, thì gặp ngay gia đình kia cũng đi du lịch vì ông của họ là chủ nhà trọ. Nino chủ động đến gần bắt chuyện với cậu làm Miku thấy ghen, đã thế chị còn gọi thẳng cậu ấy bằng tên riêng nữa. Futaro đang rất tò mò tại sao năm chị em làm lành với bố nhanh như vậy, nhưng hoàn toàn bị bơ chỉ có Isuki muốn nói chuyện với cậu sau. Đến nhà trọ suối nước nóng Futaro lại gặp cô ấy thì muốn biết có chuyện gì. Nhưng Isuki thoát ẩn thoát hiện hệt như bóng ma sau khi đã ngâm mình trong bồn tắm chung cậu vô tình nhặt được một lá thư. Hẹn đêm đến hay bí mật gặp nhau ở vườn trong thì đoán là của Itsuki. Lại đúng lúc gặp cô ấy ở đây cậu hỏi chuyện ngay nhưng có gì đó lạ lắm. Cô hỏi Futaro mối quan hệ giữa chúng ta là gì thì cậu đáp cộng sự. Vậy thì cô muốn đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này. Futaro không thể hiểu nổi chẳng lẽ năm người đã bị bố ép buộc. Đột nhiên cậu bị ông chủ nhà trọ vật cho một cú đau điếng. Lão còn thì thầm mày mà động vào cháu gái tao thì xác định. Sáng hôm sau Futaro nằm thẫn thờ bỗng nhận được cuộc gọi. Itsuki trách móc cậu tại sao đêm qua không đến điểm hẹn. Hiện tại cô đang bị giám sát nghiêm ngặt nên không dám gặp được. Vậy là Futaro nghĩ ra một cách đó chính là trò chuyện thông qua nhà tắm. Cậu mới kể đêm qua có gặp một người chị nào đó của Itsuki. Cô ấy thúc giục Futaro bỏ làm gia sư nhưng không thể đoán được đó là ai. Đang trò chuyện dở thì Nino xông thẳng vào phòng tắm của cậu. Dù gì cũng đã ở cạnh nhau cô muốn rửa cơ thể cho anh yêu. Nhưng thánh của chúng ta không nhận ra đây là ai khiến Nino tức giận bỏ đi đã mất công lấy hết dũng khí để làm đến vậy mà phải chịu một phen xấu hổ. Isuki trách Futaro chuyện vừa rồi cậu là người sai, mặc dù bề ngoài có giống nhau nhưng đâu đến nỗi không phân biệt được. Isuki nghe qua cách nói chuyện biết đó là chị Nino, cô rất thắc mắc từ một người vô cùng căm ghét cậu giờ chị ấy lại thay đổi hẳn. Nhưng vấn đề quan trọng nhất hiện nay là về người đã cải trang Isuki, liệu chị ấy có ý đồ gì khi hai bên đã trở thành bạn. Tập 8. Đột nhiên Isuki xông thẳng qua bên cậu nói chuyện vì đây là khu tắm chung. Cô nói là bạn bè thì như này có gì kỳ lạ đâu nhưng chợt quên mất rằng, mình đang không mặc gì trên người. Họ bàn nhau kế hoạch Itsuki sẽ đánh lạc hướng ông bố, để Futaro lẻn vào trò chuyện riêng với từng người. Thế là thanh niên lén lút dấm dúi vào trong thì đứng hình trước cảnh tượng. Có đến bốn Itsuki khác ở đây và Futaro không sao đoán được ai với ai. Cô bắt đầu kể chuyện từ thời xa xưa năm đứa đã giống nhau như đúc, nhưng bất chợt có một ngày cô mặc đồ khác với bốn người còn lại. Đó là đeo thêm cái duy băng lên đầu rồi xong lỡ mồm tự khai ra luôn rồi mà thôi kể nốt câu chuyện, người ông vốn thích năm đứa giống nhau như đúc nên khi thấy cô thay đổi. Ông lo lắng vì cứ tưởng chị em đã không còn thân nhau nữa đến nỗi đổ bệnh. Và kể từ đó năm người quyết định sẽ luôn luôn giống hệt nhau mỗi khi gặp. Đó chính là lý do khi tới suối nước nóng nhà ông tất cả đều phải cải trang. Nhưng nhìn thấy chữ ông thực sự là một người dịu dàng mà cô yêu ông lắm. Ngồi trò chuyện riêng thì có thể phân biệt được, nhưng đến khi trụng lại thánh vẫn không thể nhận ra ai với ai. Đúng lúc ông vào phòng khiến Phư Taro chui tọt vào gầm bàn trốn vội chợt nhớ lại tối qua lỡ đẩy ít suki hàng phách vào tường giờ chỉ việc kiểm tra đùi từng người xem ai có vết thương gì không thanh niên vén đồ của từng người lên thì đã phát hiện ra thủ phạm nhưng họ chợt đứng dậy bỏ đi hết ra tắm phát vào sáng sớm nino giúp ichika cọ lưng vì chị là người vất vả nhất nhân tiện cô kể em đã có người mình thích rồi quay trở lại với futaro cậu vô tình gặp một chị em nào đó cô kể về lý do đi du lịch thì cậu mới đoán khả năng cao đây là mi cư quyết tâm sẽ tập trung hết mức để nhận ra cô gái này là ai Cậu bắt đầu soi kỹ một vài chỗ nào đó khiến cô tự dưng thấy bất an. Futaro đầu hàng nhưng cô không đồng ý mà rất muốn được cậu đoán mình là ai. Futaro liền đòi được xem chân bạn thì gặp ngay người ông và bị đe dọa. Chỉ nhìn qua ông cũng nhận ra đây là cháu Miku. Ngay lập tức Futaro bái sư phụ xin được chỉ dạy cách nhận biết. Quay trở lại với Nino, cô đang kể cho Ichika nghe về mối tình của mình, nhưng vẫn ngại không dám nói tên người đó ra mà đâu biết chị đã nghe hết rồi. Nino xin ý kiến Ichika làm sao để cậu ấy nhận thức được tình yêu. Nhưng bản thân chị cả cũng thích Phư nên muốn dò hỏi thêm. Nino kể từ khi cậu ta xuất hiện đã phá hủy điều quan trọng nhất của mình. Thế nhưng một ngày nọ chợt lầm tưởng người đó là hoàng tử trong mơ. Kể từ khi ấy cô đã lỡ yêu cậu nhiều đến mức không thể phanh lại được. Ichika muốn biết nếu giả sử có thêm người khác cũng thích cậu ta, và tình yêu của cô gái đó cũng nhiều đến mức vô bờ. Tuy có hơi tệ nhưng Nino sẽ tìm mọi cách đá gục người đó, rồi xong nghe đến đây Ichika cạn ngôn luôn rồi. Thay vì khiến Nino suy nghĩ lại thì cô bé lại càng muốn bạo dạn hơn. Nino thậm chí sẽ nắm tay hay ôm hôn nếu cần thiết chiếm lấy trái tim cậu ấy. Cô nói tối nay sẽ lẻn đi gặp người đó nên muốn chị giúp canh chừng bố. Ichika ngồi trông giúp em mà cảm thấy nhói lòng. Em ấy khi yêu thật sự rất chân thành và hết lòng. Cô nhận ra bản thân chẳng có chút cơ hội nào đấu lại cả. Rotsuba vô tình đi ngang qua thấy chị cả với hàng mi ướt đẫm nước mắt. Cô bé rủ chị cùng nhau lên mái nhà ngồi như hồi xưa. Trời lạnh Rotsuba hát hơi Ichika liền lấy áo choàng cho em. Chị rất biết ơn em đã cố làm mình vui nhưng giờ là lúc đi canh chừng bố. Suba mới kéo lại hỏi chị không tự gượng ép bản thân đấy chứ, cô bé kể về những kỷ niệm xưa kia của cả nhà. Về chuyện chị Ichika nghịch ngợm hay trêu chọc mình nhiều đến thế nào, Suba rất thắc mắc sao lúc nào mình cũng chỉ là một đứa trẻ con, trong khi Ichika lại trưởng thành hơn hẳn mặc dù cả năm đều bằng tuổi. Bởi từ ngày mẹ mất cô đã nhìn thấy bộ dạng đau khổ của em Itsuki, Ichika đã quyết định sẽ ra dáng đàn chị trưởng thành. Suba muốn chị đừng kìm nén lại mà hãy làm những điều mình muốn. Vậy là sau cuộc tâm sự Ichika quyết định sẽ không để ai lấy đi thứ mình muốn. Bắt đầu từ chuyện mặc kệ không trông chừng bố nữa, cũng vì vậy mà Nino bị bắt quả tang dám lẻn ra ngoài vào đêm hôm. Futaro vẫn đang học cách phân biệt hội chị em từ người ông của họ, giống hệt như Jotsuba và Itsuki từng nói, chỉ có tình yêu đích thực mới có thể phân biệt được. Vậy là sáng sớm Futaro đã gặp cô gái đóng giả Itsuki vào hôm nọ, cậu quyết định sẽ đoán được đây là ai. Thứ nhất Jotsuba chẳng thể diễn vai hoàn hảo như vậy được, Thứ hai Nino thì ngây thơ đến mức bỏ sót cả kem chăm sóc chân. Cô chợt nhớ lại hôm qua đã bị Itsuki phát hiện ra mình ngụy trang. Trước sự tò mò của cô bé Miku mới kể ra lý do thật sự. Vì cô không dám nói ra lời yêu với cậu ấy dưới tư cách là chính bản thân. Nghe đến đây bé cực sốc chắc nhỏ này là đứa duy nhất chưa biết chuyện này. Cũng chính vì là giáo viên với học sinh nên sẽ chẳng thể tiến triển được. Đó là lý do cô xui cậu ta bỏ việc làm gia sư để có cơ hội tỏ tình. Quay trở lại Futaro cậu đoán đây chỉ có thể là Miku hoặc Ichika nhưng suy nghĩ chỉ được đến đây không đoán được nữa. Futaro đành chịu thua. Nghe lời nói này khiến Miku đau lòng lắm, bất chợt cậu nói chỉ là đùa thôi nhằm đánh lạc hướng. Dựa vào câu vừa rồi Futaro đoán ngay cô chính là Ichika. Miku không biết nói gì hơn nữa đành vui cười thừa nhận rồi bỏ đi. Nhưng cậu chợt giật mình khi soi kỹ hơn vào một số chỗ nào đó. Futaro lên tiếng gọi Miku và thấy cô với một bộ dạng ướt đẫm nước mắt. Miku quay mắt lại nhảy phát vào ôm chầm lấy cậu trong sự hạnh phúc. Nãy giờ đã nghe Futaro kể về nỗi phiền muộn của từng người giờ cô muốn biết cậu đoán nỗi phiền muộn của mình là gì tuy điều này có hơi xấu hổ nhưng Futaro đoán có lẽ mi cư giận vì mình không đáp lại quả ngày valentine cô chỉ cười một nụ cười rất rạng rỡ và cảm ơn cậu đã tìm thấy mình cuối cùng đã đến ngày trở về sau chuyến du lịch đáng nhớ Futaro rất tự hào vì khả năng phân biệt chị em sinh năm của mình đang đứng ung dung tự đắc dưới chuông thể nguyện bất ngờ một người lao trầm đến khiến cậu mất đà lỡ dung chiếc chuông tập 9 vậy là từ tuần sau tất cả đều chính thức trở thành học sinh năm 3 và tiền nhà khi ấy sẽ phải chia đều 5 phần ra cho 5 người. Ai không trả được tự giác sách dép về chung cư cao cấp ở, vậy là Nino và Miku tranh nhau làm cùng tiệm bánh với Phu Nhưng chỉ có một người được chọn nên chủ tiệm giao lại cho cậu tự xử lý. Hai đứa tranh nhau không nể nang gì nhưng nói đến nấu ăn chắc chắn Nino thắng rồi. Mà nhận ra tiệm bánh ngay phía đối diện đang tuyển người Miku tấp vào luôn. Đơn giản vì một trong các phẩm chất con gái mà Phu thích là giỏi nấu ăn. Nên cô nhất định sẽ trở thành một cô gái hoàn chỉnh đúng gu cậu ấy thích. Itsuki chưa có tiến triển nhưng có lẽ sẽ sớm kiếm được việc thôi, còn Rotsuba nhanh chóng được nhận công việc lao dọn vì tính năng động. Các em đều giúp một tay trả tiền thuê nhà, Ichika đã có thể thành thơi được làm những việc mình muốn hơn. Lúc này cô trông cậy nhất vào người thầy sẽ giúp mình tốt nghiệp. Cơ mà mối liên kết của năm chị em này càng lúc càng vượt xa tưởng tượng, vì năm cuối cấp cả năm người đều học chung lớp nhau cùng với cả Futaro. Chả mấy khi được thấy cảnh tụ tập như này đám bạn đều hết sức kinh ngạc, chỉ riêng Thánh phu Futaro vẫn lối sống cô đơn một mình như xưa toàn bộ chuyện quản lý hồi chuyến ngoại khóa một mình cậu làm hết buổi đầu vào lớp giót suba năng nổ dơ tay ứng cử vị trí lớp trưởng còn về phía nam thì đứa nào cũng tin tưởng anh chàng này làm lớp trưởng nhưng không giót suba lại chọn futaro làm lớp trưởng bên nam thánh phản kháng mà không nổi bị ép làm luôn ra chơi đám con gái muốn nói chuyện với mấy chị em mà toàn bị lẫn lộn futaro phải chỉ cho các đặc điểm dễ nhận dạng nhất để phân biệt họ mà ai ngờ hai cô bạn kia lại nể phục cậu và muốn được chỉ dạy thêm thế là tự nhiên thánh có gái vây quanh khiến Mikugen, và kể từ đó cậu lớp trưởng Futaro được bạn bè nhờ việc rất nhiều, tất cả đều liên quan đến năm chị em nhà Nakano. Hôm nay là ngày đầu tiên Nino đi làm thêm, Miku mới nhờ chị tìm tòi về món quà mà Futaro thích. Bởi như năm chị em đã bàn tính thì sinh nhật cậu ấy sắp đến rồi. Nhìn Miku có vẻ thảnh thơi khiến Nino hơi bực mình. Đã vậy cô tấn công bằng câu hỏi anh thấy kiểu tóc mới của em ra sao? Nhưng Futaro méo quan tâm mà còn cả khịa cứ cẩn thận với cuộc sống làm thêm. Một phút sau cô được ông chủ khen chiếc bánh rất hoàn hảo. Trong khi ai đó làm mấy tháng trời chưa được khen như này, hôm nay có một người thẩm định nổi tiếng trong khu vực sẽ ghé quán, nếu được người đó đăng bài khen chắc chắn quán sẽ nổi như cồn. Vậy là hôm nay Nino quyết cố hết sức để chính thức được nhận vào làm, tuy vậy vì một chút lỗi đã khiến mọi người thêm lộn xộn hơn. Cô không muốn phô bày bộ dạng tệ hại của mình trước mặt anh ấy chút nào. Futaro mới bắt đầu kể ra tất cả những lỗi lầm cậu đã mắc phải khi làm tại đây. Thánh đã đánh vỡ không biết bao nhiêu cái đĩa và mang nhầm đồ cho khách. Nino nhận ra anh ấy đang động viên mình nhưng không thể hiểu lý do cứ bị tránh mặt futaro mới thừa nhận bởi đây là lần đầu tiên cậu được ai đó tỏ tình dù không biết phải nói sao nhưng sẽ cố trả lời luôn tại đây nino ngăn lại vì biết chắc chắn lúc này futaro chưa có tình cảm với mình nhưng cô vẫn muốn được anh hiểu rõ hơn nhất định sẽ cho futaro biết tình yêu mình dành cho anh nhiều như nào nói xong thì khá xấu hổ cơ mà khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của futaro có vẻ như đang dần có chút cơ hội hơn chủ tiệm nói người thẩm định đồ ăn nổi tiếng đã đến rồi Futaro và Nino nhìn thấy còn phải phì cười. Cô chạy đi lấy đồ ăn tiếp đón ngay và không quên thả thính Futaro, fan này thánh đỡ không nổi cả AD cũng sắp xỉu đến nơi. Ichika luôn đứng chờ sẵn trên đường đi học nhưng toàn giả vờ là vô tình. Tính cưa cẩm Futaro bằng cốc cà phê nhưng cậu lại không uống, dù sao thì cô cũng không có ý định nhường lại cho ai. Ichika còn đeo cặp kính để cải trang vì bộ phim cô đóng đã khá nổi, làm Futaro phải phì cười. Thấy bốn chị em kia đang đi cùng nhau bên dưới, Futaro lại tươi cười vui vẻ trò chuyện về họ. Nhưng Ichika có vẻ rất khó chịu, chỉ muốn mình là người duy nhất anh được nhìn. Nên cô quyết định rủ Futaro cùng trốn học một buổi nhưng thánh bảo đéo. Cơ mà vừa mới vào lớp đã xôn xao cả lên, vì bộ phim Ichika đóng rất nổi tiếng. Thánh ban nãy còn coi thường người ta giờ mới được sáng mắt. Nhưng đối với cô chỉ cần có một lời công nhận từ Futaro, cũng đủ ăn đứt hết mọi sự tung hô của cả lớp rồi. Cuối giờ do phải trốn đám bạn mà Ichika ngụy trang thành Miku, Futaro thấy bạn thì rủ cùng nhau về học bài. Trò chuyện dưới tư cách Miku thì Ichika mới nhận ra, không chỉ riêng mình mà với bất cứ ai cậu ấy đều như vậy hết. Đứng hình một hồi cô mới tiến lại gần và nói, chị Ichika nhà mình thích cậu đấy và cô sẽ cổ vũ hai người. Tập 10 Trong nhà vệ sinh thanh niên tóc vàng kia nói có biết Futaro là gia sư, bởi bố cậu là hiệu trưởng trường nên quen biết bố năm chị em. Cơ mà hiện nay điểm Futaro đã không còn đứng thứ nhất nữa, nên họ đang bàn nhau chuyện đổi gia sư và thanh niên rất phấn khích cuối cùng cũng cướp vị trí đứng đầu thành công đã hai năm trời tóc vàng luôn đứng thứ hai bảng xếp hạng cậu ta đã coi phư là đối thủ nhưng thánh chả biết cái mẹ gì thế là tóc vàng cũng bám theo đến chỗ học nhóm của mấy người trách móc chỉ tại năm đứa kia mới khiến phư tụt dốc nhưng cho đến mùa hè năm ngoái cậu đã từng suốt ngày cắm đầu vào học thế rồi kể từ khi được dạy cho đám ngốc này cuộc sống phư cũng dần trở nên ngốc nhưng đáng sống hơn cậu nhất định sẽ ở bên họ đến khi họ không cần ra sư nữa mới thôi đã thế thanh niên kia mới thách thức vào kỳ thi thử toàn quốc tới, Futaro mà không lọt nổi vào top 100 thì phải đổi cho cậu ta làm gia sư thay thế. Nhưng 100 đã là gì Futaro đảm bảo mình sẽ lọt top 10 cho cậu xem, cậu muốn chứng minh năm cô gái này không hề cản chân mình chút nào. Vậy là Ichika quyết định sẽ tạm thời gác vụ sinh nhật Futaro lại, nhưng thật ra cô nói vậy nhằm không cho các em tặng quà cậu ấy, mà mình sẽ là người duy nhất mừng sinh nhật Futaro. Đúng lúc đó gặp ngay Nino mang theo một hộp quà chứa nến thư giãn giúp cậu ấy thoải mái hơn vào những giờ học mệt mỏi. Hóa ra cô nàng này cũng có suy nghĩ giống Ichika, lợi dụng điều chị nói thì mình sẽ là người duy nhất tặng cậu ấy. Nhưng thật ra Nino cũng thừa biết chị đã chuẩn bị quà sẵn rồi, Ichika thừa nhận mình cũng yêu Futaro và không có ý định nhường. Jotsuba thì đang gấp 1.000 con hạc mong tăng điểm cho cậu ấy. Tuy không nói ra nhưng chuyện dạy năm đứa học thực sự là gánh nặng của Futaro. Cơ mà chợt nhớ ra vụ hủy không tặng quà nữa Jotsuba mới khóc nức nở, cô bé cảm giác như thể mình đang gian lận tặng quà một mình vậy những đứa chơi xấu như vậy quả thật quá tồi tệ mà. Nghe đến đây Miku mới thừa nhận cô cũng có ý định gian lận. Vì tấm vé cặp tới phòng tập gym cùng cậu ấy. Đúng là chị em sinh năm có khác suy nghĩ giống nhau hết sức. Trong khi đó Futaro đang vừa học vừa gật gù kiệt sức, không ai ngờ tới Itsuki đã mua tặng cậu một chai bồi bổ sức khỏe. Hôm trước cô có đi thăm một giáo viên trường dạy thêm, vừa giúp đỡ người ấy việc dạy học cũng như tự bổ sung kiến thức. Đây sẽ là bước đà nhỏ cho ước muốn sau này làm giáo viên của Itsuki nhưng ngay sau đó thánh lăn ra ngủ luôn tỉnh dậy thì ngạc nhiên bởi năm con hạt giấy trước mắt nó được gấp từ những bài kiểm tra điểm cao của các chị em tất cả đều cố gắng không ngừng trong bài thi và năm cô gái có thành tích tiến bộ hẳn thanh niên tóc vàng khoe mình đứng top 8 trên toàn quốc mà thậm chí futaro còn lọt hẳn vào top 3 mới ảo tóc vàng đã hoàn toàn thua tâm phục khẩu phục rót suba ghé tiệm bánh của chị mi cư làm thêm mà nó tồi tệ hết chỗ nói cũng may chị chủ tiệm hiền lành thân thiện không trách móc gì cô hết cả Miku đã có quyết định vào chuyến tham quan ngoại khóa tới, sẽ làm một chiếc bánh thật ngon tặng Futaro. Thêm nữa cô muốn được dạo quanh phố cùng cậu ấy ở đó, vậy thì Rotsuba hứa sẽ giúp chị được vào chung nhóm Futaro. Bắt đầu phổ biến về chuyến tham quan ngoại khóa, cả lớp sẽ chia thành nhiều nhóm mỗi nhóm 5 người. Rotsuba tính nói thầm với Futaro hỏng xếp cậu chung nhóm với Miku, thì đột nhiên Ichika gọi cô bé ra nói chuyện, cô nói thẳng muốn mình và Futaro và cả em chung một nhóm. Vào ngày nghỉ cậu ta vẫn lôi sách vở ra học miệt mài. Nhân tiện tặng cho em gái một món quà cảm ơn về hôm sinh nhật. Đó là tập câu hỏi kiểm tra cực dễ hiểu thì em nó bảo đéo nhận. Rai Ha nói người mà anh nên cảm ơn nhất là chị Suba mới đúng. Chị ấy đã giúp anh rất nhiều trong chuyến dã ngoại hồi trước. Thế là Thánh tới thẳng nhà hỏi cô thích món quà gì. Suba quyết định sẽ dành ngày nghỉ để đi dạo hẹn hò với cậu. Cuối cùng cũng tìm ra chiếc áo mà Suba ưng ý nhất. Cô định mua tặng nó cho chị Nino nên đây sẽ là món quà muốn cậu tặng. Nhưng Futaro cảm thấy có gì sai sai kể cả suốt từ nãy tới giờ rót suba chỉ toàn ghé qua những nơi sang trọng nào là nhà hàng ăn mà itsuki hay vào dạp chiếu phim ichika đóng hay tiệm spa mà miku thường xuyên ghé đó không phải thứ rót suba mong muốn mà là các chị em của cô muốn nhưng ngoài việc luôn nghĩ cho người khác rót suba không thực sự muốn gì cả trong khi đó ở nhà các chị em đang dọn dẹp ichika vô tình nhặt được một tấm ảnh mà em itsuki đánh rơi cô nhớ ngay ra đây là kỷ niệm 5 năm trước tại kyoto quay trở lại bên này Rotsuba dẫn Futaro tới một công viên nhỏ, mỗi khi có chút chuyện buồn cô thường tới đây. Nhưng cảm thấy bản thân quá tầm thường Rotsuba buồn thiêu, Futaro chủ động leo lên chơi trước khiến cô tự tin hơn. Vậy là hai người dùng hết sức thi đấu chơi xích đu, trong một khoảnh khắc Futaro chợt giật mình, Rotsuba nói mình rất yêu cái cảm giác này. Trước mặt hoàn toàn không phải là những tòa chung cư cao cấp, chúng chỉ là những căn nhà nhỏ chứa đựng một gia đình hạnh phúc. Thế rồi cô nhảy phát khỏi chiếc xích đu và phá kỷ lục nhảy của bản thân. Riêng Thánh phu Taro gồng sức mà cuối cùng méo nhảy nổi, nhưng cậu lại cười một cách thật sự sảng khoái khiến Suba cũng vui hơn. Kết cục chẳng thể tặng quà gì cho bạn phu Taro đành đưa tập câu hỏi dễ hiểu. Nhưng cậu đâu biết vừa rồi Suba đã nhận được món quà cô thích nhất rồi. Thầm nghĩ một ngày nào đó sẽ lại tới đây cùng với mọi người, ngày hôm sau Miku và Ichika tấn công đột ngột về vụ ngoại khóa. Hai người liên tục gửi gắm ánh nhìn về phía Suba. nhưng cô bé cảm thấy làm vậy sẽ tội cho Itsuki và Nino và quyết định cuối cùng Jot đưa ra là năm người hãy chung nhóm với nhau. Còn bản thân mình sẽ vào một nhóm khác thì êm xuôi mọi chuyện. Nhưng Futaro không chấp nhận để Jot chịu cô đơn một mình, không lằng nhằng mất thời giờ nữa Nino thẳng thắn lên tiếng. Cô muốn chỉ riêng mình và Futaro tạo nhóm hai người với nhau, trước mặt mọi người Nino dùng những từ thân mật hòng đánh dấu chủ quyền. Đã vậy Miku cũng định nói y hệt thế nhưng lại không đủ dũng cảm, nhưng vấn đề ở chỗ Futaro đã tạo nhóm với đám con trai rồi. Chốt lại năm chị em cùng nhóm với nhau. Tập 11. Itsuki dở tấm ảnh của Futaro ra ngắm, Jotsuba bước vào làm cô bé phải vội vàng giấu đi. Chị có cảm giác tình chị em đang dần xa cách, nên muốn nhân dịch ngoại khóa sẽ gắn kết như xưa. Trong khi đó Raiha đang dẫn Futaro đi sắm đồ cho chuyến chơi xa, nghe tin anh trai không hề tặng quà gì vào ngày sinh nhật cho nhóm năm chị kia, thậm chí anh còn chẳng biết ngày sinh của họ nữa. Raiha mắng Futaro phải tặng quà thì đúng lúc gặp hai người ngay đây, cậu quyết định sẽ đi theo xem họ thích món gì để mua tặng. Itsuki đuổi cút xéo người ta đang đi mua đồ lót, rồi chị nhờ bé Raiha xem giúp đống đồ lót người lớn, mồm tỏ vẻ bình thường mà cái mặt lại đỏ chót. Còn Futaro thì ngoài mặt làm ra vẻ chả quan tâm chuyến ngoại khóa, nhưng thật ra thánh kiểm tra cuốn hướng dẫn tham quan liên tục. Với lại biết đâu may mắn sẽ gặp được cô gái năm xưa, Jotsuba tỏ mò muốn biết cô gái nào vậy, nhưng Futaro đâu còn được giữ tấm ảnh đó nữa. Cậu chỉ kể cô ấy tên là Rena tình cờ gặp tại Kyoto 6 năm trước, nghe đến đây Jotsuba có chút giật mình. Trước lời nói cô ấy là tình đầu của Taro càng khiến cô có cảm giác gì đó. Ngày tham quan đã đến Mi cư dậy từ rất sớm làm bánh cho Taro, Jotsuba hứa sẽ cổ vũ chị đến cùng. Đã đến nơi ngoài Jotsuba, thì ai cũng đều có một địa điểm muốn đưa cậu ấy tới. Năm người cùng lén đi theo chân Taro tham quan tiện chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Cầu thang này khá dài có lẽ cậu ta đã đi tít lên trên rồi. Có vẻ mỗi Jotsuba là người vô tư nhất không có âm mưu như chị em còn lại. Đi được một nửa đến đoạn nghỉ chân thì nó chia thành hai con đường đi lên. Itsuki chỉ muốn ăn mà thôi không quan tâm cậu ta, nhưng Jotsuba quyết định chia 5 người làm hai nhóm. Bé Itsuki đi theo hội người âm mưu mà thấy họ có gì đó khá vội vã, trong khi đường còn lại Miku đi cùng Jotsuba mà thở hồn hển. Quay trở lại với bên kia nhân cơ hội hai em đi vệ sinh, Ichika tức tốc chạy một mạch lên để bắt được Futaro trước. Cô đã tính toán hết và sẽ tiếp tục giả dạng Miku một lần nữa, nhưng xui thay Ichika chưa hề tính đến chuyện Miku sẽ được cõng. Và hậu quả hai bên gặp nhau trong tình trạng cô đang mạo danh Miku. Thấy chị Miku vẫn chưa hiểu chuyện này thì Jotsuba nhớ lại hôm đi suối. Cô nói thẳng luôn chị Ichika đang cố gắng cản đường Miku tỏ tình cậu ấy. Nhưng ai ngờ đúng lúc Futaro xuất hiện nghe thấy hết câu vừa rồi, làm Miku xấu hổ quá bỏ chạy thẳng. Phía bên kia Nino và Itsuki cũng đã tới, thấy đồ ngụy trang trên tay chị cả Nino mới tức giận mắng. Ichika mới đáp lại em cũng đâu khác gì, hồi đi suối Nino từng nói sẽ không ngại đá một ai để có được cậu ấy. Nhưng điều đó đâu có nghĩa cô sẽ làm người trong nhà khóc kể cả Ichika có thành công đi nữa Nino vẫn sẽ chúc mừng. Ngay lập tức bắt Taro đuổi theo Miku ngay thì Zotsuba cũng chạy theo. Thánh giả vờ ban nãy chưa nghe gì hết nhưng cái mặt tin thế éo nào được. Cô tự trách tất cả là tại mình đã nói hết ra việc Miku định tỏ tình, nhưng đâu có phải vậy đâu. Bởi chuyện Miku đã ấp ủ tình cảm dành cho Taro cậu thừa biết lâu rồi. Không thể tin được một Taro đần độn lại nhanh nhạy đến thế và cậu cũng đoán ra người cổ vũ mình đến với Ichika hôm trước hoàn toàn không phải là Miku thật. Suba luôn muốn các chị em được sống hạnh phúc hơn mình, cô đã rất mong đợi họ sẽ tận hưởng chuyến đi này vậy mà. Futaro cảm thấy Suba luôn quan tâm người khác nhiều hơn bản thân mà thôi. Tối đó Nino nói có cảm giác đang bị theo dõi bởi một tên chụp lén, còn Miku và Ichika đều đã quay về khách sạn nghỉ ngơi. Sau đó ba người trở lại phòng hỏi han họ mà không ai thèm trả lời hết, ai mà ngờ tên chụp lén đã xuất hiện thật làm ba người gào lên sợ hãi. Nghe tiếng hét lớn Miku mới gọi điện thì Nino tranh thủ hẹn mai nói chuyện sáng hôm sau chỉ có Futaro Jotsuba với Itsuki đi tham quan cùng nhau. Itsuki cứ kéo lấy cậu bắt ngắm cảnh và còn nhờ chị chụp ảnh giúp, dù thấy khá xấu hổ khi làm những chuyện bạo dạn như vậy, nhưng buộc phải làm để Futaro nhớ lại chuyện 6 năm trước. Nino thì đang ở trong phòng với Mikuko nói còn lâu mới an ủi em, mất đi một đối thủ tình trường càng thấy tốt hơn mới đúng. Nino dám chắc mình yêu anh ấy hơn bất cứ ai, thế là đã chọc đúng chỗ ngứa của Mikuko nói còn lâu mới từ bỏ. Chỉ là Futaro đã biết hết tình cảm nên sợ cậu ấy không thích một người như mình. Miku chưa từng nghĩ đấu tranh công bằng và chính trực lại đáng sợ đến vậy. Ichika vừa dễ thương hướng ngoại mà còn rất nổi tiếng với đám con trai, và cả Nino cũng dễ thương vô cùng nữa. Cơ mà nghe tin chị Nino thậm chí đã tỏ tình rồi, Miku càng suy sụp hơn. Nino cũng không biết nói gì hơn cô mặc kệ đứa em ngồi ủ rũ. Nhưng dù cho em có kém cỏi thì Nino vẫn luôn coi Miku là đối thủ, bởi đã là chị em sinh năm thì chắc chắn em cũng rất dễ thương rồi. Quay trở lại phía đi tham quan thì Futaro đã rời đi chơi với mấy thằng bạn. Chỉ còn riêng hai người Rotsuba mới hỏi em có chuyện gì giấu giếm. Itsuki liền đáp lại ngay cần phải cho cậu ấy biết rằng chị Rotsuba chính là cô gái 6 năm trước trong tấm ảnh. Nhưng có lẽ đã muộn bởi Ichika lại tiếp tục cải trang Miku lần nữa, cô nhớ lại hôm trước vô tình thấy tấm ảnh kia Itsuki đánh rơi. Để có thể thắng trận chiến này sẽ lại thêm một thủ đoạn mới, Ichika dẫn Futaro tới địa điểm mà 6 năm về trước cậu gặp cô gái kia. Cô mớm lời bằng một câu để Futaro tự kể hết kỷ niệm của ngày hôm đó. Cả một ngày đi chơi với Rena để lại cho cậu rất nhiều niềm vui. Nhưng Ichika còn chưa kịp thực hiện ý đồ đã bị phát hiện mạo danh rồi, cậu cũng nói thẳng luôn Miku hôm trước ở trường vẫn là cô mà thôi. Đến nước đường cùng Ichika khẳng định cô gái 6 năm trước chính là mình, khi được Futaro hỏi hồi ấy cô đã mua bùa gì, Ichika thỏ tay vào túi và nói vẫn luôn mang nó bên người. Nhưng chỉ cần nghe đến đây là đủ để hiểu cô là một kẻ dối trá. Trở về lại phòng Futaro ngó vào để thông báo cả lớp chuẩn bị tụ tập nhưng Ichika và Miku đều không còn mặt mũi nào dám nhìn cậu nữa Jotsuba mới tắm xong chưa kịp mặc đồ tí thì bị cậu ta thấy hết futaro ra ngoài năm chị em lại tiếp tục bàn bạc vào ngày cuối ngoại khóa có chương trình chọn một trong năm Ichika quyết định sẽ chơi trò đặt cược vận mệnh năm người mỗi người một trò để xem ai may mắn được đi chung cậu ấy thật ra tất cả vẫn nằm trong tính toán của chị cả hết rồi cô đã lén nghe được futaro nói sẽ chọn cái nào nhưng sau cùng Ichika lại quyết định đổi chỗ với Miku và quả nhiên ngày hôm sau Miku được đi chung với hội phư Taro. Vừa thấy cậu cô bỏ chạy ngay nhưng đâm phải người khác liền ngã, và người kia không ai khác chính là Ichika, chị đã nhận ra sự ích kỷ của mình nên muốn chuộc lỗi bằng cách bí mật giúp em. Cơ mà Miku vẫn không dám nhìn mặt bạn tiếp tục bỏ chạy, Ichika quyết định dụ dỗ Miku bằng việc thử đồ của thời chiến quốc, thế éo nào gặp ngay Nino làm việc tương tự. Nhưng đâu phải chỉ riêng họ mà Itsuki với Jotsuba cũng âm thầm. Itsuki vẫn thắc mắc sao chị không nói ra sự thật mình là cô gái 6 năm trước, Suốt cả chuyến dã ngoại cô bé đã luôn tìm cách giúp cậu ấy nhận ra chị, nhưng cứ như hiện nay là tốt rồi rót Suba không cần cậu ấy biết. Ngay sau đó bốn người muốn bí mật giúp Miku đều đụng độ nhau. Bắt đầu từ Ichika cải trang thành Miku để dụ dỗ đám bạn kia ra chỗ khác. Còn Miku thật đã thử đồ bởi những người trong tiệm cứ mời mãi, được Futaro khen nó hợp lắm khiến cô thấy ngượng ngùng. Thế rồi hai người với bộ đồ chiến quốc đi dạo khắp nơi quanh con phố lịch sử. Tiếp theo là đến lượt Nino chạy đến xô ngã họ, nhưng cô vẫn tranh thủ ôm Futaro một cái. Vậy là mi cứ ướt sũng người phải đi thay đồ, nhưng cô cũng thật vui khi lại nói chuyện bình thường được với cậu. Trong lúc đang loay hoay khi cả đồ lót cũng ướt sũng, Itsuki mới bí mật tuồn chỗ đồ lót của mình vào cho chị. Và cái đó chính là bộ cô đã mua hôm đi cùng bé Raiha mà chưa dám mặc, một bộ đồ lót gợi cảm của người lớn khiến mi cư xấu hổ hết mức. Đứng cạnh Futaro mà đỏ bừng hết mặt lên, rồi hai người cùng ngồi nghỉ chân tại một chiếc ô che nắng và trò chuyện. Cuối cùng cũng được ở bên Futaro sau hai ngày tự nhốt mình trong phòng. Miku méo hiểu kiểu gì túi bánh mình làm lại xuất hiện ngay đây. Nỗ lực của cô dường như được đền đáp khi Taro ăn luôn và khen ngon. Dù sao cũng nhờ bốn người nấp đằng sau trợ giúp hết mình. Nhân tiện rót suba xin lỗi chị Ichika, vì không biết chị cũng có tình cảm với cậu ấy nên lâu nay chỉ toàn giúp mỗi Miku. Chuyện này khiến taro nhớ lại hồi 6 tuổi được mẹ nướng bánh ăn hàng ngày. Nghe đến đây Miku lại muốn biết nhiều thứ hơn về cậu, hai ta đã ở bên nhau bao lâu nhưng cô vẫn hoàn toàn chưa biết gì mấy. Tóm lại cô muốn biết tất cả về cậu cũng như cho cậu biết mọi thứ về mình. Thế rồi Miku đứng lên chỉ qua một lượt các di tích được xây dựng tại đây, toàn bộ chúng đều xuất hiện trong các bộ phim cô thích. Và cuối cùng là chỉ tay vào mặt Futaro rồi nói yêu, trong ký ức của Ichika mới hiện lên kỷ niệm về 6 năm trước. Sau khi nghe Suba kể chuyện cả ngày nay em đi chơi với một cậu bạn, cô thử đi gặp cậu ta xem sao thì được rủ chơi bài. Tuy chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng có lẽ Ichika đã thích cậu từ đó, vì vậy không phải toàn bộ mọi thứ cô nói đều là dối trá Nino ngồi cạnh cũng rưng rưng nước mắt và tâm sự những thứ thầm kín trong lòng. Cô cũng xin lỗi chị vì đã nói những lời tự mãn, mà Ichika không hề giận em. Nhưng dù sao cho đến cuối Miku vẫn chưa hề trách Ichika đến nửa lời. Rốt cuộc thì chuyện giành giật lôi kéo không phải điều nên làm giữa chị em. Sau khi nghe lời yêu từ Miku Futaro trả lời tôi biết mà, nhưng Miku quay xe cực mạnh chỉ ra phía sau nói yêu các chị em cơ. Thì ra cô đã nhận ra họ được một lúc rồi, Miku mới trêu chọc cậu tưởng bở tớ nói thích cậu hả? làm thánh xấu hổ muốn đội quần bỏ đi luôn, cô cảm ơn lần lượt từng người đã giúp đỡ mình nãy giờ. Kể cả cái đồ lót người lớn của em Itsuki nữa. Ichika ôm chầm lấy em xin lỗi về những gì mình đã làm, tình yêu là một thứ hết sức đau khổ. Sau đó Ichika cũng đi xin lỗi và làm hòa trở lại với Futaro, nhưng lợi dụng sơ hở cô hôn má cậu một cái. Kết thúc chuyến ngoại khóa mọi người lên xe trở về, thì ra cái vụ chụp ảnh lén là cậu bạn của Futaro. Futaro đã nhờ cậu ấy quay lại giúp cảnh chị em nhà họ để xem tình hình. Quay trở lại với đoạn cuối ngày ra về của vụ chuyến đi suối nước nóng. Một người nào đó trong bộ dạng Itsuki đã lao tới hôn Phu Taro, Khiến cậu dung chiếc chuông thể nguyện mà chẳng biết đó là ai. Và cũng chính cô ấy vào phần cuối sẽ trở thành vợ Phu Taro. Vậy là đã hết mùa 2 của nhà có 5 nàng dâu rồi. Phần cuối cũng chính là phần movie đã được ra mắt tại Nhật. Dự kiến khoảng nhiều tháng nữa sẽ chiếu tại Việt Nam. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để mình cập nhật phần này nhanh nhất nhé.